Tiền của một cơ sở trường nhất quán đến với bài giảng điện tử ngày hôm nay. Hôm nay ta sẽ tìm hiểu xem làm như thế nào để biết một người hoặc là một cái máy móc nào đó làm việc khỏe hơn, làm việc nhanh hơn. Chúng ta vào bài 15 công suất. Ai làm việc khỏe hơn? Để tìm hiểu coi bằng cách nào ta có thể biết được ai làm việc khỏe hơn thì mình sẽ tìm hiểu qua cái ví dụ sau đây. Anh An và anh Dũng dùng hệ thống đồng lọc để đưa gạch lên tầng 2 cao 4 mét. Mỗi viên gạch đều nặng 16 Newton. Mỗi lần anh An kéo được 10 viên gạch, mất 50 giây. Còn anh Dũng mỗi lần kéo được 15 viên gạch, mất 60 giây. Lần lượt, ta tính công của anh An và anh Dũng. Câu C1. Công thực hiện của anh An. A bằng BA nhân H bằng 10 nhân cho 16 nhân cho 4 bằng 640 joule. Thì ở đây các em chú ý, mỗi viên gạch 16 Newton. Ở đây mỗi lần anh An kéo được 10 viên gạch nên thầy lấy 10 nhân cho 16 rồi mới nhân cho 4. Và ta được đáp án là 640 joule. Tương tự như vậy, ta có công thực hiện của anh Dũng bằng 960 joule. Ta qua câu C2. Trong cái trường hợp sau đây, có thể chọn những phương án nào để biết ai là người làm việc khỏe hơn? Câu A. So sánh công thực hiện của hai người, ai thực hiện công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn. Câu B. So sánh thời gian kéo gạch lên của hai người, ai làm mất ít thời gian hơn thì người đó làm việc khỏe hơn. Câu C. So sánh thời gian của hai người để thực hiện cùng một công, ai làm việc ít thời gian hơn thì người đó làm việc khỏe hơn. Câu D. So sánh công của hai người thực hiện trong cùng một thời gian, ai thực hiện công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn. Thì rõ ràng câu A và câu B ta không thể sử dụng hai câu này để xét coi ai làm việc khỏe hơn. Vậy thì ta chọn đáp án là câu C và câu D. Ta tiếp tục với câu C3. Từ kết quả của câu C2, ta điền từ thích hợp vào chỗ trống của kết luận sau. Để điền được vào chỗ trống thì phía dưới thầy có một cái bài tập nhỏ như sau. Anh An thực hiện 640 joule trong 50 giây. Anh Dũng thực hiện một công là 960 joule trong 40 giây. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm thời gian để anh An thực hiện một công 1 joule. Tương tự, ta sẽ đi tìm thời gian anh Dũng thực hiện công 1 joule là đây, trên màn hình. Từ hai thời gian này, chúng ta xem coi cùng 1 joule ai thực hiện ít thời gian hơn thì người đó sẽ làm việc khỏe hơn. Rõ ràng ta so sánh thời gian của anh An và anh Dũng khi thực hiện công 1 joule thì anh Dũng thực hiện ít thời gian hơn, nên ta nói anh Dũng làm việc khỏe hơn. Anh Dũng làm việc khỏe hơn vì thời gian thực hiện công 1 joule nhỏ hơn. Hay là mẹ công suất. Trong vật lý học, để biết người nào hay máy nào thực hiện công nhanh hơn, người ta sẽ so sánh công thực hiện trong cùng một đơn vị thời gian. Công thực hiện trong cùng một đơn vị thời gian, ta gọi nó là công suất. Công suất được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian. Nếu trong thời gian T, công thực hiện là A, thì công suất là B. Ta có công thức B bằng A chia T. Đơn vị của công suất. Đơn vị của công suất là watt, ký hiệu W. 1 watt sẽ bằng 1 joule chia 1 giây. 1 kilowatt kW sẽ bằng 1.000 watt. 1 megawatt, 1 mW là 1 triệu watt. Ta tiếp tục 4 la mã vận dụng.
C4. Tính công suất của anh Dũng và anh An trong thí dụ ở đầu bài. Thì công suất của anh An ta tính theo công thức phía trên. Ta đã có B bằng A chia T. Ta thay vào 640 chia 50 bằng 12,8W. Công suất của anh Dũng B bằng A chia T. Ta thế số liệu vào, ta được 16W. Tiếp tục phần sử dụng. Câu C5. Để cày một sào đất, người ta dùng trâu cày mất 2 giờ, nhưng dùng máy cày bông sen thì chỉ mất 20 phút. Hỏi, trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần? Thì ở đây ta thấy có sự so sánh công suất dựa trên thời gian. Vậy thì chúng ta nhìn lại phần 1 la mã ở phía trên. Anh Dũng làm việc khỏe hơn vì thời gian thực hiện 1 joule nhỏ hơn. Tức là ta thấy công suất và thời gian nó tỷ lệ nghịch với nhau. Dựa trên yếu tố công suất và thời gian tỷ lệ nghịch với nhau, khi thực hiện cùng một công, ta sẽ giải quyết câu C5 như sau. Cùng cày một sào đất, tức là công như nhau. Thời gian cày bằng trâu, thầy sẽ gọi nó là T1, là 2 giờ, và ta đổi ra là 120 phút. Thời gian cày bằng máy là T2, là 20 phút. Ta thấy T1 bằng 6 lần T2, nên máy cày sẽ có công suất lớn hơn và lớn hơn 6 lần. Do hồi nãy thầy có nói, thời gian và công suất sẽ tỷ lệ nghịch với nhau khi thực hiện cùng một công. Ta tiếp tục phần vận dụng. Câu C6. Một con ngựa kéo một chiếc xe đi đều với vận tốc 9 km/h. Lực kéo của con ngựa là 200 N. Câu A, tính công suất của con ngựa. Câu B, chứng minh rằng B bằng F nhân V, tức là công suất thì bằng lực nhân cho vận tốc. Ta thực hiện câu A. Vận tốc 9 km/h có nghĩa là trong 1 giờ 3.600 giây, con ngựa sẽ đi được khoảng đường dài 9 km, và ta đổi ra chính là 9.000m. Vậy để tính được công của con ngựa thực hiện trong 1 giờ, ta dùng công thức A bằng F nhân F. Và ta thế số vào, ta được đáp án là 1.800.000 joule. Ta tiếp tục. Để tính công suất của con ngựa, ta sẽ sử dụng công thức vừa học B bằng A chia T. A ta vừa tính được ở trên và ta thay vào, ta được 500W. Câu B, chứng minh rằng công suất bằng lực nhân cho vận tốc. Thì các em chú ý, công suất của con ngựa ta tính theo công thức B bằng A chia T, mà A thì bằng F nhân F. Ở đây ta thấy F chia cho T sẽ là V. Và cuối cùng ta được B bằng F nhân V, tức là công suất thì bằng lực nhân cho vận tốc. Vận dụng công và công suất, phải có một bài tập nhỏ như sau. Tính công suất của một người đi bộ. Nếu trong 2 giờ, người đó đi được 10.000 bước chân. Mỗi bước chân cần một công là 40 joule. Và để làm một bài toán vật lý, thì trước tiên ta phải tóm tắt. Đề cho 2 giờ, vậy ta tóm tắt T bằng 2 giờ. Đồng thời ta đổi ra 7.200 giây. Vì khi tính công suất, thời gian ta sẽ tính theo đơn vị là giây. Mỗi bước chân đi 40 joule, thầy ký hiệu là A1. Bằng 40 joule. Số bước chân ở đây là 10.000 bước. Thầy ký hiệu N bằng 10.000 bước. Ta sẽ tính công của người đó khi thực hiện 10.000 bước chân. A bằng A1 nhân cho 10.000 bước. Vì mỗi bước là 40 joule nên 10.000 bước ta nhân lên, ta được 400.000 joule. Và ta tính công suất của người đi bộ dựa trên công thức B bằng A chia T. Ta thay A vừa tìm được ở trên vào
và ta được đáp án 55,56 ohm. Củng cố. Công suất được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian. Nếu trong thời gian T tính theo giây, công thực hiện là A tính theo joule, thì công suất là B được tính theo công thức B bằng A chia T. Đơn vị của công suất khi này là watt, ký hiệu W. 1 watt bằng 1 joule trên 1 giây. 1 kilowatt kW bằng 1000 watt. 1 megawatt 1 mW bằng 1 triệu watt. Chúng ta vừa học xong bài công suất và trên đây là bài tập về nhà. Các em xem lại bài giảng, coi lại các bài tập mẫu, làm bài tập về nhà để thành thạo. Chào các em.